chế cho châu em nhỉ? Cân của em đấy. Hôm nay chờ cả buổi trưa để chụp ảnh idol. Hôm nay là idol mua thịt trâu là kỷ niệm, idol luôn nhá, kỷ niệm idol luôn nhá. Không lấy tiền. Không lấy tiền luôn. Thật ok luôn. Uy tín Việt Nam rất là uy tín luôn. Không, em ơi, cái này anh chị tặng em nhá. Tặng em về làm quà luôn, tại vì hâm mộ em rất là lâu rồi. Theo dõi em suốt ngày ở trên Facebook em mới được gặp mà em trực tiếp ở đây. Rất là cảm ơn em đã chịu xin kiểu ảnh nhá. Chân thành cảm ơn em. Nhưng mà chị làm đấy em ngại lắm. Em phải từng ngại nhưng mà chị hâm mộ em lâu lắm rồi em ạ. Thôi lần sau chị cứ vậy nhá. Thế nên mai em ở đây ăn cơm với chị nhá. Ăn cơm luôn. À tối tôi ở đây ăn cơm với chị luôn. Quên nhầm rồi mà mai. Tối. Mừng quá. Thế tối chị có món gì đãi em? Chị đãi em thịt trâu, thịt lợn, thịt bò em ạ. Đặc sản của nhà chị. Đây bây giờ chị xé, chị mời em ăn thử đặc sản này chị nhá. Thế nhưng chỗ này có đủ 5 cân không? Em ơi, thoải mái luôn, nhà chị rất là nhiều, nhà chị còn sớm tặng lò trong này luôn em ạ. À. Thôi lấy tiền giả. Ô không, em ơi cái này chị kỷ niệm em. Kỷ niệm em ạ, thật. Đây em ơi, chị mời em ăn thử ở đây nhá. Đây, chị đang xé này, chị đang xé nướng. Cái này nướng nóng xé nó rất là mềm và ngon em ạ. Ngại. 5 cân này về ăn lúc nào, ăn đến đâu là phải nhớ em, chị. Em ăn đấy. Là em nhớ chị nhé em nhá. Chị tên là gì ạ? Chị tên là Cúc em ạ. Chị Cúc. Mọi người lên Sapa lên cầu kính cầu mây. Mọi người lên Sapa lên cầu kính nhớ ở quán bán vì đam mê của chị Cúc nhá. Đây em ơi thịt lợn đây em ơi. Bán vì đam mê á. Em ơi chị mời em ăn thử thịt lợn này, đây là thịt lợn nhá. Đây là thịt trâu nhá, chị ăn thử thịt lợn này, em ăn thử này. Đây phải rồi. Ngon lắm rồi ạ. Mềm. Mềm mà cắn dài đấy. Cái quả này dai nhưng mà ngon thật. Mềm mà cắn ăn đứt. Tại răng xứ nó không được chắc. Thôi mà đây là cái gì trời. Ngon. Đây, thật. Chị cắt những miếng mềm mềm này. Chó nào nó tét luôn, chó nào nó điều.